Hello em. Oh, ngon đấy. Và chào mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Lau lại ngon nhỉ. Này hay tê ngon. Anywho thì nhìn đồ này anh em chắc đoán được mình sẽ đánh đội hình gì rồi. Nên là vậy thôi nha. Ồ, còn thế này à? À, thế cũng chưa biết đánh đội hình gì đâu. Chưa biết được đâu. Bạn ơi, chưa biết được đâu. Never know. Hai tê này. Ngon ghê, ngon ghê. Đánh. Lau đồ bán tạm nhé, hai con này hai con thú giữ lại này. Còn năng mình vẫn chơi được. Ôi, kia đấm trượt. À, ôn tiêu ulti trượt. Ai ơi 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 bạn ơi. Ôi bạn ơi. Bạn ơi. Bạn lại làm thế với tôi bạn ơi. Ây da, ghét ghê, ghét ghê. Bực nhè. Bực quá trời. Bạn lại làm thế với tôi bạn ơi. Đen. Không sao anh em ơi, chúng ta sẽ giành lại chuỗi nhá. Ta cho này không nhân nhượng nhường chuỗi thua chuỗi thắng gì nữa đâu. Giành lại chuỗi thôi. Bây giờ cái mình cân nhắc là mình vòng 4 vòng 5 mình có ra một ngọc đại không. Mà ra một ngọc đại là mình cũng hơi có thể xoay hướng ôi voi này, sờ voi sớm đấy. In voi đi. 2 AT nữa này. Được ha, được ha. Nhưng mà mình sẽ 2 AT chắc là lấy sau. Nếu mà thắng trận này thì mua 2 AT. Không thì thôi. Chứ 2 AT lấy lại dễ không mà. Tí nữa lấy lại liền. Nhưng mà có cái quả 40 mana mà kẹp mana sang hai bên này mình hơi cân nhắc để mình ném sang cho đồ khác à, đánh hắc ám hay gì khác không, bởi vì đánh thú không hợp đánh cái đấy lắm anh em ấy. Sách thánh thì hợp đánh thú ấy, nhưng mà sách thánh thì hợp đánh thú ấy, nhưng mà không phải sách thánh thì cũng không được tối ưu lắm. Nhiều thương không? Nhiều người gắt thống khổ. Nhiều thương không? Kiếm cần bán lung bùa, cần bán đa si nhé, hoặc bán Helen ngon. Thôi mắt đáy bên kia anh em. Rồi ơi, ulti được một phát, toàn một phát thế nhỉ? Gặp cái quả Gaia nhiều thế. Khó nhỉ. Còn ulti một phát này giờ rồi. Bây giờ ra ngọc đại anh em ơi. Cầu ra ngọc đại.
xoay đi, xoay xoay chiến thuật. Này ok. Đáng cao chuyện này chúng ta sẽ không đánh thú anh em ơi. Rất là cao chúng ta sẽ không đánh thú này. Yon bọc thường các thứ này. Xịn lắm. Gì nhè, ám không, ám nguyên tố các thứ này. Đồ cho nắp khá là ok này, ba đồ này cho nắp uy tín rồi. Ông McDonald had a farm. E-I-E-I-O. Thương bắt đáy, thương mình bắt bé kia. Để bốn con voi. Nãy giờ mình vẫn 2T1 nhỉ. Vừa vào xong. Ờ, nhưng mà chẳng lẽ không đánh thú nhỉ. Đánh teo được không? Đánh teo thú vẫn được. Ừ, nãy thì cứ cân nhắc. Mặc dù đồ này không hợp cho con teo lắm nhỉ. Vẫn muốn tối ưu cái đồ này thì phải đánh hắc ám thôi anh em ơi. Tối ưu đồ này phải hắc ám cơ. Yếu nhỉ? Đây mà sao yếu nhỉ? Vân phết nhỉ. I will do you feel a draft. Magic pervades everything. I feel alive. Kneel before your master. Thôi quyết định không đánh thú anh em ơi.
quyết định sẽ không đánh thua chuyện này. Mặc dù quả này đánh teo ngon này, cái đồ này nó không tối ưu. Thú đồ này cũng ngon này, thôi lấy hai cái này xong rồi cho một con rồng con nắc nhá, chắc là thế thôi. Nắc vào đi, truy hồn cho nắc, ta truy hồn cho lau này cho nắc cũng được. Tín hai cái bạn này, bán thần thì chắc không chơi rồi, ngọc đại cái này rồng nắc đánh này ok rồi, hai thương ok rồi, sách thánh cũng ok rồi, nói chung là mãn nhãn này anh em. Đau thua, ui kì. Lấy về đã biết đâu ra quả ma tộc. Ra ma tộc khi trận này mình chơi được nhé, bởi vì trận này mình đủ đồ cho mana cho nắc cho rồng rồi này. Không, nắc có thì cần thêm một ngọc đại nữa. Thế không đánh ma tộc. Chung trận này là một trận khá cân bằng thôi, không có gì. Ông McDonald had a farm. Oh, gần này. Quên mất đấy, nhầm. Cho nhầm con đấy nữa. À không không, Nguyên Tố đúng rồi. Không khác được. Tại vì mất một hắc ám thôi. Đánh đủ Nguyên Tố đầu đầu game cũng khá là tạnh, khá là nhiều máu ấy. Các công ty đẹp này, thủ lắm, lau gánh quá, là các công ty hai lần, ok nha, hẹn này chắc bỏ nhỉ, mình bây giờ chờ một ngọc đại thôi, sách thánh ném cho Narcos rồi, Aron ném cho một Narcos hay là podcast rồi. Ai... xong nó không ra thể là ma tộc thì sao anh em? Khóa một vòng thôi nhá. Khóa một vòng cho nó dành sự tôn trọng cho ma lốc thôi nhá. Xong chúng ta giải ra tộc phát mình bỏ hai ma lốc vào đi nhá. Nếu mà ra ma tộc thì cân nhắc. Nhỏ nghĩ cũng khó nhỉ. Ngọc đại, ê, ngọc đại rồi. Chờ một chút nhé, khóa một vòng nữa nhé. Benefit of the doubt. Ngọc đại nhưng mà cái này cũng ngon, này cho con. Cái đấy cho ma lốc cũng được anh em ơi, chúng ta cần cho ma lốc cũng được nhé. Nên là mình sẽ cân nhắc nếu mà quả này ra thẻ ma tộc phát là mình cho ma lốc thôi, không thì thôi mình bán ma tộc luôn. Không mặn mà gì ma tộc đâu. Sợ hết là có đấy chứ. Hết là có thì hay trên ma tộc nhỉ. Hay lấy ma tộc đi. À lại. Ma tộc. Ma tộc thì mình bỏ. Vì nhỉ, bỏ một bán thần đi, bỏ ba bạn nguyên tố á.
lấy được ấy nhỉ, lấy bạn ma tộc cũng được ấy nhỉ. Đang suy nghĩ đây, đang suy nghĩ rất kỹ đây. Ngọc đại ô này, ma tộc đâu pin thêm, thêm được dồn đâu lâu hai về gánh tạm á. Nó có rồng à? Chắc thấy cho bạn khác được. I'll take my whiskey need. Đang định tính toán gì nhỉ? Thế mà trận này chơi hai bán thần. À đâu chơi chơi ba bán thần kẹp thên đi. Chơi ba bán thần kẹp thên ok đấy. Đổi 40 mana kia mình đánh cho thên nhá. Mình vẫn giữ nguyên đồ kia nhá, mình vẫn giữ ba bán thần nhá. Bởi vì ba bán thần thì nó mới đủ mana để cho con thên nó ulti luôn được với cái đồ 40 mana đấy anh em ơi. Ba bán thần kẹp thên nhá. Thì nguyên tố mình sẽ không up lên nữa này. Nguyên tố mình để nguyên thế thôi. Mình đi tìm rồng tìm nắp một chút thôi xong rồi mình chơi thôi. Kẹp thên. Thên này bổ được luôn. Không chết, ok. Lưu hai hơi phí, phí tiền, không cần đâu. Có hai thì cần đấy. Nhận bộ thương bắt đáy kia này. Thương bắt đáy này. Không có gì đâu. Trận này đang đép ổn này. Sao ulti đẹp, đã ulti đẹp. Lâu ulti đẹp lần 2. Rồng 4 con thôi anh em, roll lên vòng 9 rồi. Cao lên vòng 9. Thế trận này đánh cơ bản phết nhỉ, không có gì quá nổi bật, không có gì quá là cao siêu. Tính bỏ ba này đi, hai bạn này vào một bạn bán thần một bạn thên. Chứ bây giờ bỏ luôn được. Nguyên tố tầm này cũng bắt đầu yếu yếu dần. Luôn. Mình sẽ ném tạm thương cho con thên. Hai đồ này thương thên bổ được. Đừng vội đi anh em. I'll take my whiskey need. Mình cho vôn cắp, nhìn bay xuống dưới à? Ừ, được. Cắp bay xuống dưới, thay nở lại, gặp một đồ 40 mana. Thêm bộ. Đồ kia thì... Không, mình đổ để đồ 40 mana cho con Nakot cũng được ta. Tùy. Tùy xem trường hợp ra trường hợp gì. Cho lâu thì ok nhất.
Góc này còn thêm đường đây nó bổ nó lên này cũng đẹp này. Muốn chuyện này xảy ra. Thử phát nhé. Này thậm chí thêm đứng ở không đứng đây nó bị ăn thương. Đây. Ở đây đi. Không phải có bá như kiểu mình suy nghĩ anh em. Nghĩ sẽ bổ một mấy pha bá hơn. Việc thiếu đam ở rồng nữa, thiếu đam ở rồng, thiếu đam ở mấy nữa. Bút đẹp này. Bút đẹp quá, con rắc vào đấy hút dính người. Hai vòng nữa mình lên nhé. Lấy hết xin hết thương hai đồ à, được 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 thế thì con thêm sẽ bổ được luôn ok. Thế con thương đấy cái gì. Cảm giác đánh ba bán thần cũng ok hơn em ơi. Nếu mà cùng lắm có Lily mình sẽ cho Lily vào cân nhắc với nhá. Ủa đang có ulti đẹp thế. Làm gì đấy Nakot. Mấy bạn Nakot thôi. Làm thế thì ai ai làm thì còn ai có việc gì mà công ăn việc làm gì mà làm các bạn. Làm đẹp thế. Trời ơi anh thấy ai chơi. Tầm này chắc chơi lưu con cát thôi. Bạn chín không? Hai bạn kia lên chín không? Không còn tiền thôi. Hai bạn ấy lên lên chín vội không còn tiền nữa. Hai này mình cũng lên thôi, không chờ nữa. Để bạn pháp sư cho nó đẹp thôi. Bố không cần. Ô không được phù thủy à? À mình chưa có rồng. Chưa có rồng, chưa có gì. Rồng phát này, có gen ca. Cần đúng bùa được. Đúng tiền. Lên đứng dưới đi. Hai đỡ đòn rồi. Vẫn để lau gánh anh ấy buồn cười ghê. Thế mà nó cũng đã gánh được. Hết tài. Thì đu ulti này, nguy hiểm ghê. Lau ulti được một phát nữa, ok, chết hết hai bạn này. Ui, lau gánh nhanh em ơi. Ây da, có ai ngờ được cái trường hợp này đâu. Không có rồng, hóa ra con lau là một cái kiểu cái gì nhỉ, Pedri ngồi dự bị rồi đen Yomo tỏa sáng anh em ấy. Đen Yomo của chúng ta đây. Ô, vẫn chưa chết, ô. Thế nhỉ. Nhưng mà cũng gánh. Nào chối cãi được, phủ nhận được ảnh hưởng của anh ta. Đã chờ tiền lại về lại. Không, vẫn để này thôi anh em, không khác. Thêm thì ra bay cho bay đi cũng được. Sao? Thêm bộ đẹp này. Một bộ. Ôi sợ. Người điếm chất lượng ISO Việt Nam. Mẹ con butterfly này ghê vậy. 9.000 đam ghê gớm phết. Truy hồn rồi. Ô bạn ơi truy hồn đi bạn. Đánh thường chết. Công ty rồi. Chưa thấy con cát đâu nhỉ. Mình đổ cho con cát cũng không phải xấu đâu. Sách thánh nó. À đây rồi. Đứa con hoang tàng đang trở về nhà. Adui này đi đi. Những đứa con hoang tàn đang trở về nhà. Không đủ pháp sư chứ có Ilu nhỉ. Bạn này bỏ đi. À bình tĩnh nào các bạn ơi. Bạn thật là bình tĩnh nha. Voi không lên đâu. Không cần lên voi đâu.
Rồi, thế thì rồng không cần đồ luôn anh em ơi. Rồng chúng ta không cần đồ đâu. Rồng đứng cạnh một con 20 mana, nó búp cho 20 mana, nó thổi cho một phát là đã uy tín rồi. Không cần nhiều. Nó gọi là gây thêm tí đam nữa không quan trọng. Quan trọng bây giờ chúng ta cần con Illu. Và chúng ta cần con Vonkat. Hai con đó, một con đi đi cũng được, không cần đi đi lắm. Một con. Tăng sát tướng nữa luôn. Sống nó thật là dễ dàng. Illu đâu? Truy hồn cho Illu. Ngọc đại cho Illu. Sách thánh cho Nakoth. Thương cho Thên. Lên. Thương đâu? Phải vội tí mà vẫn không sao anh em ơi. Illu đóng băng rồi nhưng không sao. Nakoth sẽ gánh team. Nhiều con gánh quá, đội hình toàn sao anh em ơi, đội hình toàn sao ai cũng có thể khả năng ghi bàn. Ai cũng có khả năng ghi bàn. Thằng đó cho yên tâm. Ai cũng có khả năng ghi bàn mà. Trời ơi. Illu dự bị thì không sao, à đâu Illu chấn thương thì chúng ta sẽ có những con khác. Đang một sót tướng nữa. Tính bỏ gì đi nhỉ? Bỏ con bán thần đi hơi tiếc, bỏ Lily đi, bỏ con Lily. Truy hồn hay thương, thương nữa thì tôi chọn dòng thổi giữa được này. Không được con Nakoth, à không con Nakoth này đứng đâu cũng được. Mặc dù đứng bên kia thì uy tín hơn nhưng mà không sao đứng đâu cũng được. Voi này nếu mà không đứng đây nữa thì lại đứng đây. Rồng đứng giữa là ngon rồi. Dạ đấy thêm cái truy hồn cho rồng thổi đi. Nhiều thương quá đâu, cần ta cần nó truy hồn nó dùng thôi. Đâu rồi? Thêm bổ luôn nhá. Con gì cũng khá là xịn ở đây. Rồi ok. Nhà này không có thương. Thương thế, nhà này không có thương, thương thế bạn ơi. Ôi, thương bạn quá. Không, nó ghê thế, con cắt ghê thế. Có thương mà sao đánh ghế. Đánh thường hai phát chết luôn. Không chết, mình chết. Không sao anh em ơi, chúng ta sẽ khuyến chán à bạn này. Đã kệ, chúng ta bỏ Lily, ra thêm Vonkat, tìm con Vonkat. Sẽ thành cho Vonkat các thứ. Dòng nắng mình nhìn đam. Một cái truy hồn nữa đấy anh em. Chỉ một cái truy hồn nữa đấy. Voi thì chắc voi hai thôi. Không đam mê gì nhiều. Đồ này cho con voi nhá. Cho con voi là ulti luôn nhá. Mình không cần cần gì nhớ. Cho con voi là ulti luôn cho nó. Cắt đối đầu với nhau. Ai không cắt đối đầu với nhau đi. Tanh cho nó một tí teo này. Góc chéo này và con Illu ok. Vẫn thêm được một tướng nữa không? Mình thêm con Lily được. Tìm Lily thì thêm nào. Thì sống rồi. Cho anh em xem đàn nhé. Ô, chưa chắc đã đi được nhá. À không, tôi đi. Tôi đã nhầm bạn đây. À chưa chắc đã đi. À thôi, không đi rồi. À chưa chắc đã đi. Chưa đi, chưa đi. Sống thêm một, dãy dụ thêm một tí nhá. Đi em nhỉ? 4, 8, 10. Không đi đâu, chưa đi. Chưa đi, chưa đi. Lau cầm đồ kia không thích lắm ta. Đây cho thêm bạn này đã hết cảnh rồi, hết cảnh. Cho thêm cái này cho bạn đã rồng nhé. Đã tìm thêm con cắt hai thêm hai gì đấy nữa cho nó mãn nhãn anh em ơi. Thêm hai đi đi. Illu hai được không? Nhà anh em ơi. Lâu rồi không cái top 1 chứ anh em. Thậm chí chuyện không có một cái top 1 nào mãi được đúng không? Đó, vậy thôi anh em ơi.
Mình đến đây kết thúc rồi. Mà anh em thích cái clip trên thì hãy Eluha này, like, subscribe và comment xuống bên dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok. Để thôi anh em. Bye bye. I'll take more whiskey.